còn phụ thuộc vào gia đình. Vì ví dụ như là một số gia đình giàu thì con cái của họ rất trẻ, tự tin về tiền của gia đình và chưa đi không có khái niệm là đi xin việc làm và sẽ làm một công việc không được mà mình yêu thích và suy nghĩ chưa được chín chắn. Vì đây là một số ví dụ cho những hình ảnh của một số ví dụ. Đây là rất là nhiều người đi xin việc và đã thất nghiệp thì đa số rất nhiều người và chán nản trong công việc. Những lý do để ra cái website là mờ nhạt về lý tưởng và mọi người hầu như là không phấn đấu, chưa định hình ưu điểm nghề nghiệp, học học nhiều chưa nghĩ đến yếu tố những kỹ năng để giúp cho công việc của mình và không nắm bắt cơ hội khi cơ hội đang đến. Và về phần hậu quả thì đó là nghề nghiệp chưa ổn định. Với một số người như là đã thành lập gia đình thì nghề nghiệp chưa ổn định thì sẽ mang đến sự tiêu của đời sống khó khăn. Thì đời sống khó khăn không làm được công việc yêu thích thì khi không làm được công việc yêu thích thì các bạn sẽ gây ra sự chán nản trong công việc và không muốn làm. Thu nhập không cân đối. Và đây là một số ý kiến cá nhân của mình khi đưa ra và cũng như là giải pháp của các bạn, đó chính là chọn thời gian thích hợp để khi mà bạn mới ra trường thì nhiều bạn là đi tìm công việc ngay mà mình chưa vững chắc về phần những thứ để có thể giúp được trong công việc mình chọn, hoặc là các bạn chưa quyết tâm cho